lạc nhân gian. Ôi, nữ thần Asmin, nàng ấy là vị tiên có điệu múa đẹp nhất thế gian. Điệu múa của nàng ấy quả là khiến người ta u mê. Hơi, không chỉ vậy, nhan sắc của nàng cũng được xem là nhất nhì trên tiên giới. Giả như ta được một lần lọt vào mắt xanh của nàng. Các vị quên rằng nữ thần Asmin đã có đính ước với chiến thần Halley rồi sao? Mối tình của họ nổi tiếng khắp cả tiên giới. Họ còn được thượng đế đích thân xe duyên. Các vị đừng mơ mộng hão huyền nữa. Vậy là chúng ta không có cơ hội sao? Ta chưa có dịp gặp mặt chiến thần Halley. Không biết ngày ấy mặt mũi ra sao, công trạng thế nào, có xứng với nữ thần Asmin không? Ừ, hai người chắc là mới lên trời nên không biết đến chiến thần Halley rồi. Đó là một vị thần vô cùng dũng mãnh và uy phong. Ngày ấy cũng khiến bao trái tim tiên nữ phải tan nát vì sánh đôi cùng nữ thần Asmin đấy. Một người là nữ thần tài sắc vẹn toàn, hầu cận bên nữ thần tối cao. Một người là cánh tay đắc lực của thượng đế. Hai người họ thật xứng đôi vừa lứa. Chiến thần Halley, chúng ta đã bên nhau 1000 năm rồi. Chuyện của ta và chàng, cả tiên giới ai ai cũng đều biết. Vậy mà chàng vẫn mãi chưa có ý định lấy ta sao? À, chuyện kết hôn ta thực sự chưa nghĩ đến. Chàng còn định để ta chờ đến lúc nào nữa? Hay chàng đã hết tình cảm với ta rồi? Asmin, nàng lại nói lung tung gì vậy? Sao ta lại hết yêu nàng được? Chỉ là mấy năm nay yêu ma đang lộng hành, nhũng nhiễu trần gian. Ta thân là chiến thần của trời, được thượng đế tin tưởng giao nhiệm vụ trừ yêu diệt ma dưới trần gian. Vì vậy ta đang toàn tâm toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, nhất thời chưa thể lấy nàng được. Chàng thì lúc nào cũng có thật nhiều lý do. Ta muốn chàng cho ta một thời gian cụ thể. Chàng dự định bao giờ sẽ lấy ta? Chẳng lẽ chàng định để ta chờ đợi chàng vạn kiếp nữa sao? Được rồi, Asmin, nàng đừng lo lắng quá. Đại hôn chỉ là một nghi lễ hình thức thôi mà. Dù không có đại hôn, chúng ta vẫn là của nhau mà. Không được, ta muốn chúng ta đường đường chính chính là vợ chồng. Chàng hay đi làm nhiệm vụ ở khắp ba cõi tiên, trần, ma. Biết đâu một phút yếu lòng, chàng lại bị một người phụ nữ khác mê hoặc. Nàng đừng lo, làm sao có chuyện đó được. Trên đời làm gì có ai xinh đẹp hơn nàng, xứng đôi để sánh vai cùng ta. Được rồi, lần này ta sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ, trở về trong vinh quang. Đến lúc đó, ta sẽ xin thượng đế và thần nữ tối cao tổ chức đại hôn với nàng. Mỗi lần chàng đi làm nhiệm vụ, ta thực sự rất lo cho chàng. Lũ yêu ma càng lúc càng mạnh như vậy, lỡ đâu... Nàng quên ta là chiến thần dũng mãnh nhất trời rồi à? Lũ yêu ma cỏn con đó đâu thể làm khó ta. Nàng cứ yên tâm ở đây, lo chuẩn bị cho đại hôn của chúng ta và chờ tin thắng trận của ta là được. Tin ta đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Ta và nàng sẽ lấy nhau và gắn bó bên nhau suốt đời. Được, ta tin chàng. Nhiệm vụ lần này đã xong. Giờ, ngươi hãy đi tiêu hủy hết xác lũ quái vật này đi. Tránh làm dân chúng dưới trần gian trông thấy lại hoảng sợ. Tuân lệnh. Ta sẽ đi xem xét một vòng, xem lũ yêu quái này còn tên nào sót lại, đang lẫn trốn hay không. Nước mát quá. Sao trên đời lại có cô gái còn xinh đẹp hơn cả nữ thần Asmin vậy? Tên tiên tử này, hắn đã giết hết toàn bộ yêu tộc nhà ta. Ta có chết cũng phải giết được hắn. Người tới số rồi. Ngươi là ai? Cô gái, ta không có ý mạo phạm, nhưng ở đây đã có yêu quái. Cô nhanh núp xuống nước phía sau ta đi. Chiến thần Halley, ta đã dùng hết công lực của mình để tiêu diệt tên yêu quái này. Xem ra không ổn rồi. Hiệp sĩ, chàng tỉnh lại đi.
chàng đừng chết. Hiệp sĩ ơi, toàn thân ta đau quá, không còn chút sức lực nữa rồi. Hiệp sĩ, chàng tỉnh lại rồi ư? Chàng có sao không? Tên yêu quái đó, nhưng lúc ta không để ý đã chém ta một đau cực độc. Ta vốn không nghĩ nó lại lấy hết sức lực và phép thuật của ta đến vậy. Ta thậm chí chẳng đủ sức để đứng dậy. Mọi phép thuật của ta cũng khó mà thi triển. Chàng đừng lo lắng, chàng cứ ở lại chỗ ta nghỉ ngơi, tẩm bổ một thời gian, biết đâu sức khỏe và phép thuật lại hồi phục như xưa. Hãy để ta chăm sóc cho chàng. Được, nàng đúng là một cô gái tốt bụng. Vậy ta phải phiền nàng rồi. Sao chàng lại nhìn ta như thế? Thật xin lỗi nàng, thật sự ta chưa bao giờ gặp cô gái nào xinh đẹp như nàng. Thật vậy ư? Lời chàng ta sao có thể tin được? Chàng là ai? Đến từ đâu ta cũng chưa biết. Ta là chiến thần của Thượng Đế, tên ta là Hayley. Ta đang đi trừ yêu diệt ma thì gặp nạn. Hóa ra là vậy. Ta là Rosa. Ta chỉ là một cô gái người trần mắt thịt mà thôi. Nàng không bất ngờ khi biết ta là tiên thần sao? Chuyện đó, thật ra ta sống ở vùng núi này, thường xuyên có yêu ma quấy nhiễu. Ta cũng không ít lần gặp được các vị thần tiên xuống diệt yêu ma. Lần đầu tiên gặp chàng, chứng kiến chàng đánh nhau với yêu quái, ta đã biết chàng không phải là người trần rồi. Cảm ơn nàng đã cứu ta, chăm sóc ta mấy ngày qua. Nếu không có nàng, có lẽ một chiến thần như ta cũng đã bỏ mạng nơi trần gian này rồi. Giờ lại vẫn làm phiền nàng chăm sóc, ta thiệt ngại quá. Chàng đừng như vậy. Chàng cũng vì trừ yêu diệt ma giúp người dân ở đây nên mới gặp nạn. Chàng cứ để ta chăm sóc chàng, coi như là trả ơn cho chàng. Người nói cái gì? Chiến thần Hayley mất tích sau trận chiến với bọn quỷ ư? Đúng vậy. Sau trận chiến, chúng ta đã tiêu diệt được gần hết lũ ma quỷ. Chiến thần đã ở lại truy vết những tên yêu ma còn sót lại trên núi, sau đó không thấy người trở về cùng. Liệu có chuyện gì xảy ra với chiến thần được không? Nữ thần Asmin đừng lo. Với thực lực của một chiến thần thì một vài tên yêu ma còn sót lại không đủ làm nguy hại đến ngày ấy đâu. Ta nghĩ chiến thần có việc gấp cần giải quyết nên chưa thể quay lại trời được thôi. Ta có linh cảm chẳng lành. Xưa nay trận chiến nào chàng cũng nhanh chóng trở về hoặc truyền tin báo để ta yên tâm. Chuyện gì có thể khiến chàng ấy chậm trễ như vậy chứ? Lẽ nào chàng gặp chuyện rồi? Có chuyện như vậy sao? Nhưng nữ thần Asmin, ta có thể giúp ngươi cử người xuống trần gian tìm chiến thần Hayley. Tại sao ngươi lại muốn đích thân xuống trần tìm kiếm? Bẩm nữ thần tối cao, thật sự lần này thần có dự cảm chẳng lành. Thần rất lo lắng cho chiến thần Hayley. Xin nữ thần tối cao chấp thuận cho thần được tìm kiếm chàng. Nếu chỉ ở đây chờ đợi, lòng thần sẽ nóng như lửa đốt, ăn không ngon, ngủ không yên. Xin nữ thần tối cao chấp thuận. Được, ta sẽ chấp thuận cho ngươi xuống trần gian một ngày để tìm chiến thần Hayley. Một ngày là đủ, phải không? Ngươi cũng biết chuyện một ngày trên trời bằng 10 năm dưới nhân gian chứ. Tiên thần xuống nhân gian quá lâu thì sẽ không còn giữ được dung nhan ban đầu của mình nữa, mà sẽ bị lão hóa như con người dưới nhân thế. Chuyện này, nếu ngươi không muốn dung nhan xinh đẹp của mình trở nên lão hóa già nua, hãy ở lại nhân gian càng ít càng tốt. Cảm ơn nữ thần tối cao đã nhắc nhở. Asmin sẽ sớm trở về bên cạnh người thôi ạ. Được rồi, ngươi đi đi. Sức khỏe và pháp lực của chàng đã khôi phục cả rồi. Có phải chàng sắp rời ta rồi không? Nàng đừng lo lắng. Ta thật sự không có ý định rời xa nàng đâu. Chẳng biết từ lúc nào ta đã phải lòng nàng đến không thể quên được nàng. Ta thì đã phải lòng chàng ngay từ lần gặp đầu tiên. Chàng là người trời, ta biết là mình không nên giữ tình cảm đó với chàng, nhưng ta không thể ngăn được mình yêu chàng. Xem ra chúng ta đều đã quá yêu nhau rồi.
Nhưng có thật là chàng định sẽ không rời xa ta chứ? Thiên định sẽ cho phép chàng bên cạnh ta thế này ư? Thiệt ra thần tiên nảy sinh tình cảm với người trần là một chuyện đại kỵ, phạm vào thiên quy. Nhưng ta được biết, một ngày trên trời bằng 10 năm dưới trần gian. Vì vậy, dù ta có sống với nàng 70 năm cuộc đời dưới trần gian, thì khi quay trở lại trời cũng chỉ mới một tuần lễ trôi qua mà thôi. Có chuyện thú vị như vậy sao? Vậy là ta và chàng có thể ở bên nhau hết kiếp này đúng không? Đúng vậy. Ta đã tìm cách che giấu thân phận của mình, để không một tiên tử nào trên trời có thể tìm ra tung tích của ta. Chỉ cần cẩn trọng một chút thì ta sẽ có thể ở bên nàng cả đời này. Đến khi nào nàng mất đi thì ta mới quay trở lại trời. Tốt quá. Vậy mà chàng không nói sớm. Ta đã luôn lo sợ chàng sẽ quay về tiên giới, bỏ mặc ta ở đây. Sao ta có thể làm như vậy với nàng được? Mà dù ta có muốn đi cũng chẳng được. Nàng đã đánh cắp trái tim của ta rồi. Chàng đúng là một kẻ biết nói lời mật ngọt. Ta vẫn thắc mắc, với dung mạo tuấn tú như vậy, lại khéo ăn khéo nói, trên tiên giới chàng đã có duyên tình với tiên nữ nào không? Chuyện này... có đúng không? Đừng giấu ta. Đúng là cũng có nhiều tiên nữ si mê ta, nhưng ta chưa phải lòng ai hết. Nàng là người con gái duy nhất ta yêu thương. Cái miệng của chàng lúc nào cũng như bôi mật ngọt ấy, nhưng mà ta sẽ tin chàng. Nàng thật sự rất xinh đẹp, nhưng tiếc rằng nàng không phải thần tiên, không thể bất tử để sống mãi bên ta được. Ta đâu phải kẻ mù quáng gì yêu. Ta sẽ bên nàng hết kiếp này dưới nhân thế, nhưng khi trở về trời, ta vẫn cần một người sánh đôi cùng ta vạn kiếp sau, như nữ thần Asmin. Chàng đang nghĩ gì mà trầm ngâm vậy? Không có gì đâu. Ta đang nghĩ, vì ta không thể trở về trời vài ngày, có lẽ sẽ không phải là chuyện gì quá to tát, sẽ không ai tìm kiếm ta đâu. Chiến thần Hale, hãy chờ ta, ta nhất định sẽ tìm được chàng. 50 năm sau. Đã 5 ngày trên trời, là 50 năm dưới trần gian rồi, vẫn không thấy tung tích của chiến thần Hale. Thật sự đã có chuyện gì xảy ra với chàng rồi sao? Nếu chàng có mệnh hệ gì, ta cũng không thiết tha sống nữa, nói gì đến nhan sắc này chứ. Mình đã đi rất nhiều nơi ở trần gian, gần đây nghe nói ngọn núi này rất kỳ lạ. Mấy chục năm qua, tất cả thổ địa đến đây đều bị hồn siêu phách lạc, hẳn là ở đây có yêu ma quỷ quái lộng hành. Ta muốn qua ngọn đồi bên kia ngắm hoa Valender. Hà Lây, ông có cách nào giúp ta đi lại bớt mệt mỏi không? Chuyện này đơn giản, có gì khó đâu. Hà Lây ư, chắc chỉ là trùng tên thôi. Nhưng ta cứ đi theo họ kiểm tra lại cho chắc. Giá mà ông có thể được dùng phép thoải mái, ta sẽ chẳng bao giờ phải đi lại cho mệt hai cái đầu gối. Bà biết, nếu ta dùng phép nhiều thì sẽ rất dễ bị phát hiện mà. Nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ thì không nên dùng. Ta biết rồi. Ta còn muốn ông bên cạnh ta đến cuối đời nữa. Ta đã già yếu rồi. Nếu giờ ông mà rời đi thì ta biết sống sao? Bà đừng lo. Hayley từng là một chiến thần trên trời. Ta nói lời sẽ giữ lời. Ta đã hứa bên cạnh bà đến hết đời thì ta sẽ không rời đi sớm đâu. Chiến thần trên trời, nói lời sẽ giữ lấy lời ư? Vậy chẳng phải đây đúng là... Bà lão, bà là ai? Ta là tiên cai quản vùng đất này. Bà là thần tiên ư? Hà Lây, chúng ta đã bị phát hiện rồi ư? Đúng vậy, ta được biết ông chính là chiến thần Hà Lây, uy danh lừng lẫy trên trời. 50 năm trước, ông tham gia một trận chiến diệt yêu ma dưới trần gian rồi mất tích. Hóa ra là ông ở lại trần gian với một người phụ nữ trần gian. Ông không thấy có lỗi với nữ thần Asmina à?
ta và ông ấy yêu nhau thật lòng, chẳng phải một ngày trên trời bằng 10 năm dưới trần gian sao? Ông ấy chỉ ở đây với ta một kiếp rồi sẽ quay lại trời. Mà bà nói nữ thần Asmin đó là ai? Nữ thần Asmin là ai ư? Đó là vị hôn thê của chiến thần Halley đấy. Hai người họ ở bên nhau đã hơn 1000 năm. Được sự chúc phúc và xe duyên của Thượng Đế và Thần Nữ Tối Cao, cả hai cũng đang chuẩn bị thành hôn. Nhưng nào ngờ... Bà là ai? Sao bà lại biết tất cả chuyện này? Chuyện của hai người, trên trời ai ai mà không biết chứ. Ta chỉ là một bà tiên trốn đây thôi. Vậy mà trước kia ông nói với ta ở tiên giới, ông chưa phải lòng ai. Lời ông nói chỉ là giả dối thôi ư? Rosa, sức khỏe bà không tốt, bà cứ bình tĩnh. Tôi sợ nếu nói sự thật, tôi đã có người hẹn ước trên trời, thì bà sẽ buồn, sẽ khổ lắm. Dù sao hôn ước đó cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống dưới trần gian của chúng ta, nên tôi mới giấu bà. Chiến thần Halley, ông lo người tình trần gian của ông buồn khổ, vậy ông không lo nữ thần Asmin trên trời mong nhớ lo lắng cho ông thế nào sao? Ông có biết cô ấy đã xuống trần gian tìm kiếm ông khắp nơi khổ cực thế nào không? Nữ thần Asmin đi tìm kiếm ta sao? Vì lo ông gặp chuyện bất trắc, nữ thần Asmin đã xuống trần. Ban đầu, thần nữ tối cao chỉ cho cô ấy hạn là 1 ngày trên trời, cũng là 10 năm dưới nhân gian để tìm ông. Nhưng vì tìm hoài không thấy, nên cô ấy đã cãi lời nữ thần tối cao, ở lại trần thế suốt 50 năm qua. Nữ thần Asmin đã tìm ta suốt 50 năm qua sao? Sao cô ấy lại làm như vậy? Chẳng phải vì cô ấy yêu ông sao? Cô ấy một lòng một dạ lo cho ông, tin vào lời hứa của ông sẽ trở về làm đại hôn và sống đời đời kiếp kiếp bên cô ấy. Nhưng cô ấy nào ngờ ông đã phản bội cô ấy từ lâu, sống hạnh phúc bên người con gái khác suốt thời gian qua. Bà đang khóc đó sao? Ta chỉ quá tiếc thương cho nữ thần Asmin. Ta từng gặp cô ấy khi đang trên đường tìm kiếm ông, nên ta rất hiểu tấm lòng của cô ấy. Ta thật sự không ngờ nữ thần Asmin lại đối với ta sâu nặng như vậy. Nàng ấy đã vì ta mà chịu nhiều khổ cực rồi. Nếu ông thấy hối lỗi, nếu ông vẫn còn tình cảm với nữ thần Asmin, thì giờ ông trở về trời cũng chưa muộn. Ta sẽ giữ kín chuyện gặp ông ở đây và chuyện ông phạm thiên quy chung sống với cô gái trần gian. Cái gì? Chiến thần Halley trở về trời ư? Không được, ông hứa sẽ ở bên cạnh ta đến cuối đời mà. Nếu ông không lập tức trở về, ta sẽ bẩm báo mọi chuyện đến Thượng Đế. Đến lúc mọi chuyện lỡ vỡ, ông sẽ mất đi tất cả. Danh tiếng, lòng tin của mọi người dành cho ông sẽ không còn nữa. Ông hãy quyết định đi. Chiến thần Halley, xin ông đừng rời bỏ ta. Rosa, xem ra ta không thể giữ lời hứa bên bà trọn đời này được rồi. Ta phải trở về trời, nếu không ta sẽ mất tất cả. Không, không được. Nếu ta bị Thượng Đế trừng phạt, sợ là cũng sẽ liên lụy đến bà đó, bà biết không? Cảm ơn bà đã cho ta biết về chuyện của nữ thần Asmin. Ta sẽ trở về trời ngay lập tức. Xin bà hãy giúp ta giấu kín chuyện này. Ta cũng chỉ vì một phút yếu lòng và tham lam mà thôi. Ta thực sự thấy rất hối hận. Nếu ông đã biết hối cải như vậy, thì ta sẽ không làm khó ông. Chuyện ông phạm thiên quy thời gian qua, ta sẽ không nói nửa lời với ai.
Cảm ơn bà rất nhiều. Mong bà hãy cho ta thêm một ngày để lo liệu cho Rosa. Bà ấy đã già rồi. Ngày mai ta sẽ trở về trời. Được, ta cho ông một ngày. Hy vọng ông hãy giữ lời hứa, sớm trở về. À! Chiến thần Harley, ông dám. Bà nghĩ mình là ai mà đến phá hỏng kế hoạch bao năm nay của ta? Bà có biết bao năm nay ta đã giết chết bao nhiêu thần tiên để che giấu thân phận của mình không? Chính ông là kẻ đã giết chết các thần tiên ở vùng đất này. Vì họ phát hiện ra ông là chiến thần Harley ư? Sao ông lại trở thành một kẻ tàn ác như vậy? Ta đã lỡ phạm điều đại kỵ trên trời. Nếu bị phát hiện, ta sẽ mất tất cả. Vậy thì có gì mà ta không dám làm? Tất cả những kẻ muốn giành trần ta đều phải mang bí mật đó xuống một. Ông đã không còn là chiến thần Harley mà ta từng biết. Ông không còn là người mà ta từng yêu nữa rồi. Chiến thần Harley mà ta yêu không phải là một kẻ máu lạnh, thủ đoạn và vô tình như vậy. Bà nói gì? Có lẽ ông không nhận ra, nhưng ta chính là nữ thần Asmin đây. Nữ thần Asmin sao? Sau 50 năm tìm kiếm ông trên trần gian, ta đã đánh đổi bằng dung nhan già nua này, nên có lẽ ông không thể nhận ra ta. Nhưng cũng nhờ vậy mà ta phát hiện ra bộ mặt thật, vừa tham lam lại tàn độc của ông. Bà thực sự là nữ thần Asmin sao? Ta... Nếu ông có gan thì cứ hạ sát ta một lần nữa đi, bởi vì ta sẽ đem toàn bộ chuyện ông đã làm bẩm báo lên trời. Những chuyện ông làm ra thật không thể tha thứ. Ông sẽ phải trả giá cho sự tham lam độc ác của mình. Không, không thể được. Nữ thần Asmin, xin hãy nể tình xưa mà tha thứ cho ta. Nể tình xưa ư? Tình cảm của ta dành cho ông suốt hơn 1000 năm qua quả là rất sâu đậm, nhưng trong phút chốc đã bị cắt đứt bởi một kiếm ban nãy của ông rồi. Nhát kiếm ấy không khiến ta chết, nhưng đủ giết chết tình yêu mà ta đã dành cho ông rồi. Nữ thần Asmin, ta thực sự xin lỗi nàng. Sau khi biết sự tình, Thượng Đế phạt chiến thần Harley trở thành người trần gian, chịu cảnh già nua và bệnh tật. Chẳng bao lâu sau, hắn ta bị bệnh và qua đời trong ân hận tủi hổ.